Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 29 tháng 5 trên kênh PTPT và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay và ngày mai, đối với khu vực Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió Nam và gió Đông Nam đưa mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với gió Tây, vùng hội tụ gió tập trung chính ở các khu vực vùng núi phía Bắc, nhiều khu vực như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to về đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. Trong khi ở khu vực vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, lượng mưa chỉ từ 10 đến 30 mm, nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi rất cao. Về nhiệt độ, vùng núi và trung du phía Bắc mức nhiệt chỉ từ 27 đến 29 độ, trong khi ở vùng đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa dông ở Thanh Hóa trong đêm nay và chiều tối mai. Các nơi khác của miền Trung trời vẫn có nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận từ 34 đến 35 độ. Cục bộ có những điểm xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ và một số khu vực lân cận đã liên tiếp xảy ra mưa vừa mưa to và sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 6. Những ngày sau đó thì nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại ở nhiều khu vực này. Trong đó, ở khu vực phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ hoặc một số nơi của Kiên Giang và Cà Mau là những vùng có mưa to. Còn nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng cao Tây Nguyên dao động từ 28 đến 30 độ. Với khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trong khi đó, ở miền Tây, nhiệt độ chỉ từ 30 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Các khu vực này cũng xuất hiện mưa dông rải rác. Ngoài ra, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều có mưa dông mạnh, tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10 km, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh.